Bài số 3 thì chúng ta sẽ tự làm hay là vẫn làm cùng với cô ạ? Làm xong chụp ảnh cho cô Ok. xong gửi ạ. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thống nhất làm theo cách đấy nha, làm xong gửi. Bạn Thế Hùng đã làm xong bài tập số 5. Đây là bài làm của bạn Hùng. Khi cho hỗn hợp kẽm và đồng tác dụng với lượng dư dung dịch H2O4, vì đồng đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học nên đồng không phản ứng. Ta có số mol của hydro là 0,1 mol. Phương trình là kẽm cộng H2SO4 tạo thành ZnO4 cộng H2. Theo một số mol kẽm bằng số mol hydro 0,1, vậy m kẽm bằng 6,5 gram. Khối lượng của đồng ban đầu là 10 trừ 6,5 bằng 3,5. Vậy phần trăm về khối lượng của hỗn hợp kim loại là 65,35. Rồi xin mời bạn Trần Phạm Tuấn Văn nhận xét cho cô bài của Hùng như này đã được chưa? Trình bày như này được chưa? Nếu mà cấp 2 không trừ điểm chúng ta thì điểm cũng không đến nơi thấp. Cho 10 luôn ấy, chỉ có cái chỗ ký hiệu của kẽm này viết Z cao lên này, CU viết C cao lên này, thế là xong. Còn Được lại rồi, ít là là chết ok rồi nha. nha. Không được 10 ở cái chỗ này thôi. ZN này. Đây là M của ZN nha. Giờ bạn Hùng cưa sửa vào cho cô nhá. Sửa luôn nó vào. Phần trăm m của CU, CU viết ở chân nhưng mà cái chữ C cũng phải viết to nó ra. Đấy, chỗ này như thế nha, C to ra. Đây là m của ZN. Cảm ơn bạn Hùng. Đấy, chỗ này như thế này, ZN. Đấy, tất cả những chỗ mà cô sửa thì bạn sửa vào. Rồi Tường Vân đây rồi. Rồi, khi cho hỗn hợp này tác dụng H2 kém phản ứng còn đồng thì không phản ứng. Thêm cho cô cái chỗ giải thích là vì đồng đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học nhá, Vân nhá, Tường Vân nhá. Thêm cái chữ vì Vâng. vào đây. Vì chấm 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 vì vào đây. Đã phương trình được rồi nè. Số mol được rồi nè. Rồi ra phần trăm này được rồi, đây là phần trăm m nha. Phần trăm m của kẽm. Đồng m kẽm trên m vẫn hợp viết thấp nó xuống nha, vợ cái chữ ZN viết là chân của cái ký hiệu của M. Đấy, của Vân thì chỉ cần phải sửa như thế thôi. Đấy, như vậy là nếu mà thi học sinh giỏi mà nó vào bài tương tự như này là Vân là có nguy cơ là có điểm rồi đấy. À, Vân nhá. Quyền đây rồi. Khi cho hỗn hợp tác dụng chỉ đợi vì đồng đứng sau hydro trong nên không bằng đồng không phản ứng, phương trình đây rồi. Tốt. Mol kẽm bằng số mol hydro. Khối lượng kẽm 6,5 hỗn hợp ban đầu. Đây đây không phải là kim loại hỗn hợp ban đầu là cái này này. Cái này là khối lượng ạ. 3,5 này là m của cái nào? Không phải là kim loại của hỗn hợp ban đầu đâu, hỗn hợp ban đầu của nó đã là 10 gram rồi mà. Vậy chỗ này sẽ là m của gì? M của CU trong hỗn hợp ban đầu là. Đấy, sửa cho cô cái dòng này thôi. Cái phần trăm của Vâng. kẽm đúng rồi, phần trăm của đồng đúng rồi, ok. Đấy, như vậy mỗi bạn, nếu mà các bạn làm trực tiếp, các bạn cô sẽ nhìn thấy và cô sửa luôn ở trên vở. Nhưng bởi vì ở đây là cô không làm, không không dạy trực tiếp ấy, thì chỉ có cách như này thì cô mới phát hiện ra là à, cái lỗi trình bày của các bạn là ở đâu. Do đó cái việc mà gửi bài là vô cùng quan trọng nha. Rồi bây giờ tiếp theo ạ. Cái cô sửa đến đâu thì các bạn sửa luôn đến đấy nhá. Các bạn sửa luôn vào vở của chính các bạn đến đấy. Của Mạnh đến cho hỗn hợp kẽm và đồng tác dụng với khiếp viết chữ kẽm này viết rõ nhá. Mạnh nhá. Chữ đẹp này là phải chắc là được các cô khen lắm đây đúng không? Rõ ra thì chỉ có kẽm phản ứng với H2SO4. H2 viết như này nhá, không phải là viết chữ thường đâu. H2SO4. Còn CU thì không phản ứng. Chỗ này là phải ghi chữ không. Phương trình đây rồi. Mà phương trình thì không nên là xuống dòng như này nhá. Mạnh nhá. Mạnh ơi. Điều chỉnh cho cô luôn này. Cộng với H2. Ghi số 1 ở chỗ này luôn. Tức là tất cả mọi thứ ta nên để trên một dòng. Một phương trình ta để trên một dòng thôi. Đừng có để xuống đến thứ hai. Cái chỗ này số mol của hydro thì ta sẽ viết là N nhỏ chứ không viết là L in hoa. Được chưa? Không phải một mol được rồi. Theo một đóng mở ngoặc vào. Số mol kẽm. Kẽm viết thấp xuống. Bằng số mol hydro. Hydro viết thấp xuống.
bằng 0,1 mol. Vậy m kẽm bằng 6,5 gam, đúng rồi. M của đồng sẽ bằng 10 trừ 6,5 bằng 3,5 gam, đúng rồi. Vậy phần trăm về khối lượng của kim loại là phần trăm kẽm là bằng 65%. Còn phần trăm nữa. Vậy phần trăm m của đồng bằng bao nhiêu? Bạn Mạnh đọc lốt cho cô nào. Chưa biết à? Bằng 3,5 chia cho 10 nhân với 100% thì sẽ bằng là 35%. Hoặc còn một cách khác nữa là gì? Hoặc là 100% mà trừ đi 65 thì cũng sẽ bằng là 35%. Đó, bạn Mạnh sửa vào cho cô đi. Anh 8D đây rồi. Khi cho hỗn hợp kẽm và đồng tác dụng thế này. M của đồng bằng 10 gram. Sao M của đồng lại bằng 10 gram được? Hả? Lan này. M của hỗn hợp là bằng 10 gram chứ. Có phải M của đồng là 10 gram đâu. Cái bài này nó khác bài trước đấy. Khác bài trước. 10 gram này là 10 gram của hỗn hợp nha. Chỉ có kẽm phản ứng theo chương trình. Bạn xóa cho cô cái dòng này đi này. Chỉ có kẽm phản ứng theo chương trình này. Và con gái ơi là con gái này, viết ký hiệu của kẽm nha, ZN này, viết chuẩn chỉ cho cô, ZN SO4, SO4 nhá, không phải là SO0 đâu, cộng H2, viết rõ ràng cho cô. Đấy, số 4 này là chỉ số viết thấp hơn ở chân bên phải, không được viết to như này nha. Rồi, số mon hero đúng rồi này. Số mol kẽm này, kẽm viết thấp ở chân bên phải của chữ N nha. Sửa tất cả, sửa cho cô đi. Đừng có để như này. Bằng 0,1 mol. Vậy này. Đây là 65 chứ không phải là 0,5 nha. 65 nhân với 0,1 thì bằng 6,5 gram. Được rồi, ok. Vậy thì cái này là gì đây? Cái gì? Cái dòng này là gì đây? Lan này, Lan đọc cho cô cái dòng này. Khối lượng hỗn hợp ban đầu. À, khối lượng hỗn hợp ban đầu thì lại sai giống với bạn nào vừa nãy rồi. Bên chỗ này sẽ sửa là nào? 3,5 này là của cái gì ạ? Quyên nhắc cho nó đi Quyên ơi. Khối lượng của Cu. M của Cu trong hỗn hợp là 10 trừ 6,5 bằng 3,5 gram. Vậy phần trăm M kém là bằng này 65. Ôi, viết chữ này chết cầu thả quá. Được rồi. Đấy, sửa cho cô các cái chỗ mà cô nhắc nhở. Số còn lại thì được rồi nha. Tức là nếu mà các bạn mà thi trắc nghiệm thì như này là ok rồi. Nhưng mà thi học sinh giỏi thì nó không được như này. Bài học hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Tí cô sẽ gửi bài tập cho các bạn làm tiếp nha. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Hello, cô.